Một người nào đó sẽ nắm tay Phương đi đến một cái thành phố lạ vào mùa đông. Và đó là một cái chuyến bỏ trốn. Phương biết là thành phố lý tưởng nhất để mà mình tham quan vào mùa Noel đó là New York City. New York. Đó, Phương, mục tiêu của Phương đó. Phương ơi, Hiếu sẽ dẫn Phương đi không chỉ đi Đức mà có cả đi Ý, ở Rome, mấy cái nhà rất là cổ. Phương đã đi Ý rồi, cảm ơn. Không biết các anh đã ăn đặc sản của quê em chưa? Chưa. Cua Cà Mau. Đúng rồi, cua Cà Mau. Anh về đổi của em là anh sẽ được ăn cua mỗi ngày luôn. Không, anh nghĩ là... Em ơi, anh nghĩ là cua Cà Mau không chưa ngon đâu. Chứ cua đâu mới ngon. Anh nghĩ là em mới ngon. Mọi người mới gặp em thì mọi người sẽ rất vui. Nhưng mà mọi người biết nhiều về em là mọi người không vui nữa. Ủa, tại sao? Giống như là em với chị đang nói chuyện nha. Xong cái em muốn biết câu chuyện nào đó mà chị kể em nghe. Em hỏi tới hỏi chừng nào ra chuyện thôi. Người ta nói em nhây. Em không biết thiệt. Em muốn hỏi cho biết. Nhưng là chị có muốn em hỏi chị không? Nghe em còn là giỏi về thể thao là điền kinh nè, đá banh, bóng chuyền luôn. Wow. Rồi em còn học võ nữa, boxing nữa, taekwondo nữa. Không phải dạng vừa đâu em ạ. Em cũng có chơi với anh Nhất và anh Nam rồi. À, còn khi mà xem chương trình này thì em cảm thấy rất ấn tượng với anh Tony. Em nhận xét về độ mặn của hai bạn như thế nào? Anh Nhậm thì nói rất là nhiều. Nhậm em xin lỗi nhá, nhưng mà anh nói như thật. Nam thì hay thả thính lắm chị ạ. Ôi, nhưng mà em thấy khi mà lên chương trình ý thì Nam nhạt nhạt sao á. Cá nhân em ngồi em thấy anh Nam là một người rất là đẹp trai, ấm áp tình cảm và một người rất là mặn. Anh nói về em đi. Anh nói về em đi. Há thế thì anh phải nói về em chứ. Không, nhưng mà em nói nhiều thật. Ngay từ đầu mà em đến ngày hôm nay là em muốn tỏ tình với một người chú ạ.